Chả hiểu tại sao nó đến nó ở với tôi từ năm tôi 24 tuổi. Có cái vườn cò này thì phải kiểm tra, phải giám sát chứ. Lúc nào mà tôi nghe thấy tiếng nó kêu, cò nó kêu là có người là tôi ruột ruột lắm. Tôi chỉ muốn lên, tôi phải lên ngay. Trộm nó leo lên cây rồi, nó leo lưới tre rồi. Tôi còn nắm vào cả chân nó mà. Trộm mày lấy lưng tải cò bố mẹ này còn gì nào, là có con nữa. Nói chung là cái tâm mình lúc nào phải để ý đến. Để những cái rừng mà phải thương nó thì mới giữ được nó. Tôi vẫn phải mua cây giống để tôi cứ trồng thêm vào đất lành kim đậu. Và tôi thấy rằng cuộc sống của tôi nó không có giàu, nhưng mà lúc nào con người cũng mạnh khỏe. Đến bây giờ 81 tuổi tôi chưa biết bệnh viện là gì. Tôi chưa được nằm bệnh viện bao giờ. Tôi sẽ kiên quyết tôi giữ cái rừng cỏ này. Còn đi đường là tôi còn giữ. Đến cùng bao giờ ngắm ngáp không đi nữa thôi.